Tiếp tục chương trình với tiểu mục Câu chuyện buổi sáng. Và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về một thứ có thể là còn rất là quen thuộc với rất nhiều quý vị, đó là những chiếc loa phường. Gọi là loa phường nhưng mà những chiếc loa này thì có thể có ở các miền quê và cũng có thể có ở những thành phố. Và nói về loa phường thì có thể sẽ có mỗi người sẽ có một ý kiến, một quan điểm khác nhau. Đầu tiên thì muốn hỏi là không biết ở nhà Hải Hằng thì có gần chiếc loa phường nào không? Vâng, thật may mắn là không ạ. Nhưng tôi đã nghe thì không biết bao nhiêu người than thở về nỗi khổ của họ khi không may mắn sống gần loa phường. Mới đây thì khi đưa thông tin về việc chuẩn bị làm một chương trình về ảnh hưởng của loa phường trong đời sống của cư dân ở đô thị thì tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ, như mở tấm lòng của rất nhiều bạn bè và nhiều người đã dùng những từ ngữ mạnh để chỉ sự khó chịu của mình, như là tra tấn, áp bức hay là gây ô nhiễm để nói về loa phường. Ô nhiễm mà đây là ô nhiễm tiếng ồn đúng không? Nhưng mà qua câu trả lời của Hải Hằng thì tôi thấy rằng là Hải Hằng thì cũng không thích loa phường đâu, bởi vì chị nói rằng là chị may mắn không phải sống ở loa phường. Và những cái người bạn của chị Hải Hằng thì nói rằng là họ không may mắn khi mà họ phải ở cạnh những chiếc loa phường. Tuy nhiên bên cạnh là khá là nhiều người cảm thấy phiền lòng về hoạt động của những chiếc loa phường như vậy, thì khi mà đi hỏi những cái người xung quanh chúng ta, đặc biệt là những người đã cao tuổi, thì chúng ta sẽ nhận được một câu trả lời khác. Họ đã từng trải qua những cái giai đoạn khó khăn của ngày xưa. Và trong cái giai đoạn đấy thì loa phường là một cái phương tiện rất là gần gũi với đời sống của họ, nên đến thời điểm này thì có thể họ vẫn thấy loa phường là một cái gì đó cần thiết trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái quan điểm trái ngược của mọi người liên quan tới những chiếc loa phường trong câu chuyện buổi sáng hôm nay. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường trong những năm qua đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để hội phường xung quanh phường đã được nhận về cơ sở. Cún thường hay thức dậy lúc 8 giờ, đài phát thanh thì hay phát vào khoảng tầm 7 giờ kém 7 giờ thì nó sẽ đánh thức con tôi dậy, nên là nó khóc sẽ không làm được gì, phải mang đồ chơi các thứ giải dỗ nó cho nó nín. Thứ bảy và chủ nhật, khoảng thời gian để nghỉ ngơi thư giãn nhất trong ngày của gia đình nhỏ, giờ đã luôn bị chiếc loa phường phá đám. Giữa ban ngày, dù mưa hay nắng, thì công việc thường xuyên của bà mẹ trẻ đó là đóng mở cửa sổ theo tiếng loa phường. Ngoài chuyện loa phường phát không đúng thời điểm, nhiều người dân còn cho rằng mật độ loa quá dày đặc, chất lượng loa không cao và nhiều khi tin tức không cập nhật, đang khiến cho họ cảm thấy loa phường đúng là thảm họa. Chỉ thấy thỉnh thoảng nó phát lên thì nó có ồn ào, nó không nghe rõ, rồi rút hết cả đầu óc lên đi, chả nghe rõ gì đâu. Nó hoạt động nhưng mà cứ phải cho nó rõ ràng chứ. Hoạt động cứ ồn ào thì có nghe tiếng gì đâu. Loa phường khoảng 6 rưỡi, có khi 6 giờ hơn là đã phát rồi. Thế, hơn là muộn là 6 giờ rưỡi. Thế nhưng mà các cháu thì thường thường cứ phải là nếu mà nghỉ hè thì nó phải muộn hơn 7 giờ 7 rưỡi là mới dậy. Thế còn nếu không thì cũng phải sớm cũng phải 7 giờ mới dậy. Thế mới lại có những hôm kiểu các con gái đi làm ấy, thì nó cũng về muộn ý. Thì sáng ra dụ như hôm thứ bảy chủ nhật này thì nó muốn nghỉ ngơi thêm ý. Thì đấy thì lại loa phường ấy phát to quá cũng không ngủ được. Thì những cái tin tức mà không đáng phát thì tốt hết là lên tắt đi cho để dân đi người ta yên tĩnh. Để nếu cắt dây thì cũng có. Thế nhưng mà cái là chưa biết ở khu vực chỗ nào. Nhưng mà ở đây là lém để xứt loa hoặc là như nọ kia cũng có. Thế nhưng cũng chính ngay trong cộng đồng dân cư này vẫn có người thấy những tiện ích từ loa phát thanh công cộng. Chúng tôi về hưu là thông báo chuẩn bị là lĩnh lương, đó là cái mà chúng tôi cần biết. Thông báo chuẩn bị mất điện là chúng tôi phải chuẩn bị nào là củi, nào rác, nào bếp lò, bếp than, ví dụ thế. Để nói lên cái điều gì mà chúng tôi cần phải có âm thanh của phường, hiện nay cái tiếng nói của phường gần gũi với chúng tôi nhất. Thí dụ mọi người còn bận công việc làm ăn tất cả những nơi rất là xa, nhưng mà đến khi mà về họ nghe được thông tin trên loa đài là những cái nghĩa tử hoặc là những cái chuyện liên quan đến cáo phó hoặc là tin buồn thì biết là mọi người họ cũng sẽ có mặt rất là đầy đủ mà họ chia sẻ được cái tình cảm như thế. Thì tôi thấy rằng là cái loa phường như thế là cũng giúp cho rất là nhiều cái bổ ích. Mình có thêm những cái thông tin để về những cái sức khỏe này, rồi về hạnh phúc gia đình này, hay là về coi như là những cái thông tin của phường cũng biết, cái thứ nói chung là nó rất cập nhật.
Bởi vậy, dù có nhiều người bực dọc, sau một khi vẫn tồn tại những nhóm cộng đồng dân cư thấy được lợi ích từ những chiếc loa này, thì chúng vẫn điềm nhiên tồn tại trong cuộc sống. Dù đôi khi giữa phố xá đông đúc, loa thì vẫn phát, người xe cộ thì vẫn đi, cũng không biết giữa âm thanh phố thị có mấy ai nghe được loa phát thanh. Vì đúng là những chiếc loa phát thanh sẽ khiến cho nhiều người nhớ lại cái thời khi mà người dân không có nhiều phương tiện để tiếp nhận thông tin nhiều như bây giờ, chỉ có số ít người có tiền để mua radio để thu phát sóng. Còn ngày hôm nay thì vẫn là những cái loa nén công suất cao hơn, vẫn là tiếp âm đài phát thanh, có thêm những thông báo các thể loại của địa phương, từ tiêm phòng đến mời lĩnh lương hưu, từ học phụ nữ đến thông báo nghĩa vụ quân sự. Vâng, tôi nghĩ những thông tin như chị Hằng vừa liệt kê, ví dụ như là các cụ ở khu dân phố thì đi lĩnh lương hưu vào ngày nào, hay là ngày nào thì các gia đình có thể mang các cháu đi tiêm, hay là các gia đình nên quản lý chó mèo như thế nào, thì đây đều là những thông tin mà các gia đình rất là cần. Và nếu có phát đúng những cái thông tin như đó vào đúng thời điểm thì sẽ không, tôi nghĩ là sẽ không nhận được những cái lời phản đối nhiều như vậy đâu. Tuy nhiên thì hiện nay có lẽ là bởi vì loa phường nó không làm được cái việc như thế nên là người ta mới phản đối, nhất là về việc thứ nhất là thời điểm phát loa là không phù hợp này, vào lúc mà người lớn trẻ con thì đang ngủ này, người ta cần nghỉ ngơi này, hay là cái chất lượng âm thanh của những cái loa đó thì không tốt này, toàn những cái loa cũ. Tôi biết là gần đây thì ở trên địa bàn quận của Hà Nội thì đã tiến hành thay thế hàng loạt, hàng chục những chiếc loa bằng những chiếc loa mới không dây, thì hy vọng là với những cái sự thay đổi về mặt chất lượng như thế thì cái sự gọi là chúng ta dùng từ là sự tra tấn về âm thanh, chất lượng âm thanh kém thì nó sẽ không còn nữa, và cũng tất nhiên là cũng phải thay đổi cả về mặt cái phương thức, cái nội dung mà chúng ta truyền tải. Hiện nay chúng ta thấy rằng là ở rất nhiều những cái khu dân cư mới, khu đô thị hay là khu trung tâm thương mại thì đã không còn hình xuất hiện cái bóng dáng của những chiếc loa phường nữa rồi. Và cùng với những bất hợp lý trong việc để loa ở nhiều nơi thì nhiều người thì cũng đã thậm chí còn dùng cái từ loa phường để ví với những thứ gì đó, nói những điều người ta không muốn nghe. Và tôi hy vọng là trong thời gian tương lai thì cái từ này nó sẽ không còn mang cái nghĩa xấu như vậy nữa. Vâng, và xin chia sẻ với quý vị một chút. Ví dụ như tại địa phương của tôi chẳng hạn, tại nơi tôi sinh sống thì không có loa phường, nhưng mà những người làm cán bộ ở đấy họ đã có những cái phương thức để đưa thông tin đến người dân một cách rất là hữu ích. Ví dụ như là hàng tháng, hàng tuần thì họ thường có gửi đến thông báo của chúng tôi những cái tin tức gì nổi bật trong cái dân phố của mình. Bên cạnh đó thì đưa cho chúng tôi những cái thông tin về việc, ví dụ như là về giá điện, về những ngày nào lĩnh lương hưu. Tất cả những cái điều đó thì đã được chuyển thành giấy và gửi đến từng hộ dân một. Và tôi nghĩ rằng đó chính là một trong số những cái phương pháp để thay thế bớt đi, để giảm bớt đi cái sự phiền nhiễu của loa phường. Và thưa quý vị, và tại rất nhiều địa phương khác thì để hài hòa giữa phiền phức và tiện ích thì ví dụ như là vào năm 2009 thì phường Khương Mai thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội đã cho ra đời một website điện tử của phường, với mong muốn là hoạt động thông tin của trang điện tử này sẽ góp phần giảm bớt đi sự phiền phức mà chiếc loa phường mang lại. Trong kỳ vọng đó liệu có đạt được dễ dàng hay không? Thì ngay bây giờ mời quý vị và cùng các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Thay vì suốt ngày phải nghe loa phường, thì từ năm 2009, người dân tại phường Khương Mai đã có thể cập nhật thông tin qua website của phường. Và trang web này, những người dân của phường Khương Mai có thể thấy những thông tin hoạt động, sự kiện, hội họp trên địa bàn. Tuy nhiên, theo người dân thì trang web này vẫn còn hạn chế. Tức là còn là không hay mà không cập nhật đúng cho người già muốn lên xem thông tin thì là người ta hơi khó. Vì cái vấn đề về thông tin là công nghệ thì những người già thì nó không cập nhật được nhiều. Không có điều kiện để lên mạng tra cứu, một số người già vẫn phải gắn bó với loa phường để nắm bắt thông tin. Tuy nhiên, nếu muốn tồn tại lâu dài và người dân có cách nhìn thiện cảm hơn, loa phường bắt buộc phải thay đổi. Đó là thời gian, thời lượng và nội dung. Thời gian ở đây tôi nói là chúng ta không thể phát lúc 5 giờ sáng, bởi vì những người lao động họ đi làm ban đêm ấy thì họ cần một cái giấc ngủ buổi sáng, hay là các em trẻ nhỏ hoặc là những người già ốm yếu. Còn những cái thông tin tuyên truyền chính sách của Đảng thì chúng ta có thể là trình bày nó hay là tuyên truyền nó một cách mềm mại hơn thì người ta sẽ thấy là dễ tiếp nhận hơn.
Thế bây giờ mà đã phổ cập cái chống phổ cập phổ thông rồi và coi như là chống mù chữ rồi, thì tôi nghĩ là cái chuyện là đến cái tiến đến cái mức mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận thông tin bằng các phương thức khác, ví dụ như là bằng mạng, bằng internet, bằng báo chí, thì lúc đấy có thể bỏ loa phường được. Đối với ngay cả các phường Hà Nội thì có những phường mà mới đô thị hóa, bởi vì cũng là giữa giáp ranh giữa đồng ruộng và nông thôn, thì chưa chắc loa phường đã nên bỏ ngay, nhưng mà không nên để dày quá như hiện nay, không thể phát liên tục như hiện nay và không thể thông tin gì cũng phát như hiện nay. Thưa quý vị, xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu và khả năng tiếp cận các phương tiện thông tin hiện đại của người dân càng lớn. Khi đó thì sự chủ động của mỗi người cũng tăng theo. Nếu mỗi người ai cũng có thể tự tìm lấy thông tin mà mình mong muốn thì sự xuất hiện truyền thông theo kiểu loa phường về lâu dài nếu không có sự thay đổi sẽ chỉ là gây ra phiền phức cho rất nhiều người mà thôi. Vâng, và lẽ ra sự phát triển của xã hội và thông tin thì sẽ khiến cho phương thức thông tin, trao đổi của chính quyền và người dân cũng sẽ phải thay đổi theo để thông tin thực sự có hiệu quả và hỗ trợ cho công tác điều hành. Và những chiếc loa phường vì vậy nếu không có sự thay đổi để trở thành một thì nó sẽ trở thành một chỉ dấu của sự trì trệ và sự quan liêu nhiều hơn là một công cụ để có thể truyền tin đến với người dân.